Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. Nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mạnh khắp mười phương. Cúng dường tất cả Phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh, phổ huân tất cả các cõi Phật cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả hương hoa an lạc tràng phan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, ngoại cụ, thuốc thắp men trong mười phương, cho đến hết tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm trong mười phương có. Nhớ tưởng suy nghĩ ra cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tuệ, nếu người chưa tu cúng dường, con nguyện cho nguyện được dẫn dắt khiến họ cùng tu cúng dường. Lành nguyện thân con nhanh chóng có thể đi khắp tất cả các cõi nước ở từng nơi Phật pháp tăng, dùng tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến. Cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi tiếp pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế. Nhân nhân thành tổ lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp bốn định tịch, không sinh không diệt, một vị bình đẳng, rồi niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn, cúng dường xong tất cả cung kính. Hội tỉnh Tam Bảo chư thiên, tuy Tam Bảo nơi nào cũng có mà chúng sanh tích tập mê hoặc lâu đời chạy nghịch với giác tánh, mê theo với trần lao, mong được sợ mất, nay đã chuyển mê thành ngộ, cần phải suy nghĩ Tam Bảo đầy khắc hư không, ứng theo chúng sanh mà thể hiện như trăng hiện trong nước, phát lộ tâm mà đại hổ thẹn, đại sám hối vì tội nghiệp, nên phải chí thành phụng thỉnh. Khi phụng tỉnh sau khi đọc ba lần lạy xuống, bắt đầu lại thì đọc thầm và quán tưởng theo bài kệ. Ngã tam nghiệp tánh như không, Thích Ca Như Lai điện như thị, bất khởi chân tế vì chúng sanh, giữ chúng cụ lai thập cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngã tam nghiệp tánh như không, Thích Ca Như Lai diệt như thị, bất khởi chân tế vì chúng sanh, giữ chúng
cụ lai thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Ngã tam nghiệp tánh như không, ngũ thập tam Phật diệt như thị, bất khởi chân vi tế, chân tế vi chúng sanh, giữ chúng cụng lai thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sự Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thiết Mô Nhất Thiết Chư Phật Sự Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thất Nhất Thiết Chư Phật Sự Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Pháp thân chư Phật như không, ứng hóa ở đời khó nghĩ bàn. Ba nghiệp của con nay như pháp thỉnh, chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Ngã tam nghiệp tánh như không, Nhất Thiết Chư Phật diệt như thị, bất khởi chân tế vi chúng sanh, giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Thị Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Pháp tánh như không chẳng thấy được, thường trong pháp bảo khó nghĩ bàn. Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh, chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Pháp tánh như không chẳng thấy được, hưởng trong pháp bảo khó nghĩ bàn. Ba nghiệp này còn như pháp thỉnh, chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh. Ngã tam nghiệp tánh như không, Nhất Thiết Hiện Thánh diệt như thị, bất khởi chân vi chân tế vi chúng sanh, giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Tát. Ngài là bậc đại diện thỉnh đại pháp, bởi tâm Bồ Tát vì chúng con nay nghe hiểu pháp tối thắng này, nhờ ơn vô cùng của Bồ Tát. Ngã tam nghiệp tánh như không, Kiên Tịnh Tính Bồ Tát diệt như thị, bất khởi chân vị tế vì chúng sanh,
giữ chúng cũng lai thảo cúng dường. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát Bồ Tát Quán Thế Âm Ma Tát. Hai ngài là trí huệ từ bi, rộng độ chúng sanh mềm muội, oai thần như địa tạng Bồ Tát. Ngã tam nghiệp tánh hư không, biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát diệt như thị bất khởi chân tế vì chúng sanh, giữ chúng cụ lai thảo cúng dường. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Chúng con đây đối trước chủ sám chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nương oai thần đại từ đại bi kính cho con ác nào cũng diệt, làm cho con thiện nào cũng sanh. Và các chúng sanh cũng đều như thế. Con nay xin quy mẹ khai thỉnh, như con trẻ mong nhớ mẹ hiền làm chủ cho đạo tràng của con, đồng chứng minh là Phật Bồ Tát. Con khắp như Bồ Tát trước mặt, mong ngài được ngài giúp thọ hộ trì. Ngã tam nghiệp tánh như không, Địa Tạng Bồ Tát diệt như thị bất khởi chân tế vì chúng sinh, giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm phụng tỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Ngã tam nghiệp tánh như không, Địa Tạng Bồ Tát diệt như thị bất khởi chân tế vì chúng sanh, giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Nhất tâm phụng tỉnh, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bồ Tăng Già Lan Nội hộ chính pháp giả nhất thiết thắng chúng. Duy niệm Đức Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thân tịnh tính. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Thiết Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thân tịnh tính. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tính. Chìm sát thì ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thành tịnh cùng chân pháp tánh đầy khắp hư không biểu hiện hiến hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chìm sát thì ác nghiệp báo tôn kinh tất cả các mười phương pháp tạng thành tịnh cùng chân pháp tánh đầy khắp hư không hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chìm sát thì ác nghiệp báo tôn kinh tất cả kinh trong tất cả kinh và pháp tạng trong mười phương đầy khắp hư không hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Kiên tinh tính Bồ Tát biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh không xã từ bi quang lâm phát tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh tính Bồ Tát biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh không xã từ bi quang lâm phát tọa thương xót ủng hộ chứng minh pháp của con. Kiên tịnh tính Bồ Tát biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát đẳng thập
phương nhất tiết hiền thánh không xả từ bi quang lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của cậu. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc chân sĩ cứu thế, là bậc khai sĩ đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng nỗi ý khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu sắc, đại từ đại bi, không trái thể nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc đại chân sĩ cứu thế, là bậc khai sĩ đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng nỗi ý khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu sắc, đại từ đại bi, không trái thể nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc chân sĩ cứu thế, là bậc khai sĩ đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu sắc, đại từ đại bi, không trái thể nguyện, phóng đại công minh tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ Pháp Thiên Long giả làm chân tể tùy thuận thỉnh lời. Lời thỉnh của con sẽ vững đạo tràng, đẩy lùi ma chướng thì kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thần tổ. Hộ Pháp Thiên Long Già Lam chân tể tùy thuận lời thỉnh của con sẽ vững đạo tràng, đẩy lùi mọi ma chướng thì kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thần tổ. Hộ Pháp Thiên Long Già Lam chân tể tùy thuận lời thỉnh của con sẽ vững đạo tràng, đẩy lùi mọi ma chướng thì kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thần tổ. Công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ, vĩ tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, nhất tâm đảnh lễ quá khứ tỳ bậc thi Phật, năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cảm ứng đạo gia, nên tư nghì ngã tư đạo trần, như đế châu nhất thiết như lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện, chư Phật tiền đạo đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ tỳ bà thi Phật, nhất tâm đảnh lễ thi khí Phật, nhất tâm kính lễ tỳ xá phù Phật.
Nhất tâm kính lễ câu lưu tôn Phật. Nhất tâm kính lễ câu na hàm mô ni Phật. Nhất tâm kính lễ ca diếp Phật. Nhất tâm kính lễ bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Tự Phật. Nhất tâm kính lễ Đà Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất tâm kính lễ Kim Cang La Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Mani Chàng Phật. Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Mani Bảo Tích Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạc Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm kính lễ Mani Chàng Đăng Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Cường Tư Tấn Giọng Mạnh Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật.
Nhất tâm kính lễ Từ Lục Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tự Tạng Phật. Nhất tâm kính lễ Trên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm kính lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lục Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Bất Động Chí Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Trí Huệ Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lục Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Pháp Thắng Vương Phật.
Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ U Đàm Bát La Hoa Thủ Thắng Bồ Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hải Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tiên đảnh lễ Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Nhất. Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phổ Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm Phật Tĩnh đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng.
nhất tâm đảnh lễ thập phương, nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng, nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Thập thánh trần không tự còn pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn, thân con nắm hiện trước pháp bảo nhất tâm như pháp lễ chí thành. Nhất tâm đảnh lễ chiêm sát thị ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Pháp tánh chân không tự ưu không pháp bảo thường trụ khó nghi bàn, thân con ảnh hiện trước pháp bảo nhất tâm như pháp lễ chí thành. Nhất tâm làm lễ thập phương nhất thiết hiền thánh, nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phục tĩnh, nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cảm ứng đạo giao khó ghi bàn, ngã thử đạo trà như đế châu. Ngã thần ảnh hiện trước hiền thánh đạo điện tiếp tục quy mạng lễ. Nhất tâm lần lễ kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lần lễ kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ biến kiếp Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ biến kiếp Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ biến kiếp Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cung kính đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cung kính đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cung kính đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm ngưỡng cáo con Lê Văn Anh, nhất tâm thỉnh cầu Địa Tạng Tường Tôn thập phương Tam Bảo. Đệ tử đã từng hạn các tội, con phạm 10 nghiệp ác về nghiệp thân sát, có sát dâm trộm, thân con sanh ra nghiệp chướng sâu nặng, tập khí sâu nặng, nhất là tà dâm, đố kỵ, ghen ghét, hãi hừng, ích kỷ, tư lợi. Bản thân luôn luôn tự cao ngã mạn, khinh chê người nghèo, người không được thông minh, người không bình thường, đại loại là người có đó si mê và tất cả những hạng người xa khác không đồng nhau như thế. Ăn tủy mút xuân các loài vật, ví dụ như là cá, heo, bò, gà, vịt, thỏ, chó, bồ câu, vân vân, đủ các loài vật, không có con gì mà con không ăn. Con ăn ốc, heo, chó, tiếc các loài động vật như là gà, vịt, chó, heo. Con dẫn lên mộ người ta, con té bậy lên đó, có uống rượu, ăn thịt, hút thuốc, rồi nhớ con
để cho con lên cái ghế cao, nó chưa mở mắt. Rồi không may con lỡ làm nó rớt xuống khiến nó đập đầu vào đất, nó rất đau đớn. Con bất hiếu đánh bà ngoại. Con đánh em con tên là Lê Văn Nghĩa và con cũng bất xén tiền ăn cháo của em con tầm 2.000, 3.000, 4.000 gì đó. Mỗi lần như thế tích góp được 200 đến 300 ngàn gì đó, con không nhớ rõ. Số tiền đó con để làm của riêng, con đổ mứa cơm thừa lãng phí đồ ăn. Con đổ mứa cơm thừa ở ngoài cái sau nhà con á. Con lãng phí đồ ăn, nước, điện từ vô lượng vô biên, vô số kiếp trước con đã xâm hại những nhân, gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi không thể kể xiết. Con xì hơi ở nơi thờ Phật Bồ Tát, nơi đệ kinh điển. Con ăn các loài động vật như lươn, tôm, tép, cá khô, mực khô, cá, mực, chim, cút, ếch nhái, vân vân. Con nhảy vào đi vào đầu người khác. Con xin xem hối lời thầy đọc và là nếu ăn trộm sẽ chết không toàn thay, không có đất chôn. Con xoáy mắt cá, con chia ăn. Con đốt ảnh Phật Bồ Tát lỡ làm rơi tượng Phật. Con vứt ảnh tượng bừa bãi. Con biết mà con vẫn cố tình làm ngơ, con nên bỏ. Con không tin mà khởi lòng bất tín với những lời trong kinh của trong kinh dạy do Ngài Thích Ca Mâu Ni thuyết. Con phải bán các ngài Phật Bồ Tát như là ngài Quán Thế Bồ Tát, ngài Di Đà, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù. Con đánh đập em con, đánh chửi, đánh chạy bóng mồm nó. Xác con dùng tay vỗ bột con mũi tan xương nát thì con làm gãy chân nó. Con giết ném giò cho cá ăn. Con không mặc quần áo trước bàn thờ Phật gia tiên có chữa bệnh xem xét ngay ở góc bên này. Góc bên nếu mà theo hướng con đúng thì là góc bên phải của gia tiên. Con trộm cắt của thường trụ. Thân con dùng các loại gia vị để ướp các con vật có bia như heo, gà, vịt, mực, cá, vân vân. Con đắm mê và đắm tứ dục tài sắc dân tục thùy. Con khinh khi không kính các vị tăng đi cô, cho là các vị thấp kém không đáng kính. Con đã mưu tinh kế hại người khiến cho họ bị oan từ vô lượng kiếp đến nay. Về sát con giết vô lượng các loài động vật, côn trùng. Con giết giun còn sống đổ nước sôi và cho nó chết. Còn cá sống là cá bảy màu. Các loại cá con mang đi chiên dầu sôi, nướng sôi, bắt cầu cào, châu chấu, bỏ vào bình nhựa giam nhốt nó trong đó làm cho nó chết ngạt. Con bẻ càng nó, phần thay nó, ném cho gà ăn, cho cá ăn. Và mấy con khác con ném cho cá, cho gà ăn như là kiến, giun, cào cào, châu chấu, trùng, trùng chỉ, lăng quăng, chuồn chuồn. Con cắt cánh, con giết nó, luộc và ăn tất cả các loài ốc như ốc gạo, ốc hương, ốc sụt, vân vân, nghêu sò các loài. Có hộp quẹt trong đó có đồ lấn lửa, tia lửa điện. Con dùng để chích kiến rất đau đớn. Con phá thành nạn chuột, con giết bọ xít. Con dùng gậy gỗ, chổi, sắt, gạt bất cứ vật gì con đập nghiền nát các con quấn chiếu như bọ cạp, rết, vân vân. Móc câu, con móc các côn trùng như giun, dế, cào cào cho cháu vô móc câu để câu cá các côn trùng nhỏ như bọ ve sầu, quấn chiếu, bọ ngựa. Con đập chết ế, con giết một cách dã man. Con đập, con nghiền nát bằng chổi hay bất cứ vật gì con đang có. Hoặc có thể con lấy các vật sắc nhọn đâm xuyên qua thân chúng khiến nó bị chết một cách đau đớn. Các con vật như thế con nhốt cho đến chết. Bắt nhốt tất cả cho nó ăn cào cào cho cháu. Rồi con lấy ống hút sữa, con đốt nắm cái ống hút nhựa cho nó chảy nhựa. Rồi đổ lên người tất cả rất đau đớn. Con đổ vào mắt phải của nó và hai mắt của nó. Vào mắt của nó có ống hút con đang chảy nhựa nắm. Con cắm vào người nó trước khi đi. Con thả nó và trước khi nó đi thì nó còn quay lại nhìn con, chứng tỏ nó rất đau đớn và căm thù con đến tận xương tủy. Con xin sám hối. Con lấy ra và các vật nhọn con chặt đầu kiến. Con phun thuốc cho nó chết như các loài rán, rết, bọ cạp, con đều đập chết hết. Con đập đầu rắn, con bóc cổ mèo, con đốt phá tổ ong, con đốt khói cho nó chết ngạt. Có khi con lấy lửa con đốt chết nó luôn. Con phá tổ kiến, ốc sên con đập nát nó. Con lấy muối dại lên cho nó chết. Con đĩa con cắt khúc nó ra, con giết nó, con đập ất nhái cho nó chết. Ruồi muỗi các con trùng nhỏ như con đập chết hết. Như con lấy dép đập tan xương nát thịt nó, con lấy keo bậy nó. Ruồi muỗi con lấy các thứ như hộp đựng bánh, nồi cơm, dép con đập tan xương nát thịt nó. Con đổ xà bông lấy lửa xăng để giết kiến. Con giết ve chó bằng cách dùng tay đè chết nó, dùng thuốc, xà bông, lửa các vật nhọn để giết chúng. Con cầu cá lấy móc câu móc vô mồm nó, lấy lưới bắt nó rồi đem đi phân thay chúng. Con giết các loài nhện từ nhỏ đến lớn, con giết các loài bột xít, các loài bọ, các giết các loại sâu, bọ rùa, bọ hung nhốt cho nó đến chết.
con giết các loại bướm đom đóm, bọ cánh cứng, lăng quăng, con chiên xào trứng cá, trứng các loại động vật như gà, vịt, trứng cút, vân vân, và các loại trứng côn trùng, con dùng bẫy chuột, vật nhọn tròn để bắt chúng. Một phát bẫy của con chỉ có chết trong đau đớn, và con giết dế và tất cả loài bọ dưới đất. Con lấy nước bẫy các loài mối làm cho chúng chết ngạt rồi mang đi giết. Con chia các trứng gà mới đẻ ra và các loài động vật khác, con đập phân thây sâu bướm, các ốc nhỏ con đập cho nó chết. Ấu trùng bướm con nặng ra đập chết luôn, con phân thây cua luộc các con vật còn sống như cua biển, tôm, tép, ốc, nghêu, sò, trứng gà, trứng vịt, trứng gà mà nó sắp thành hình, và trứng vịt cũng sắp thành hình rồi, con mang con đi con luộc. Chiên xào trứng gà, vịt, cút, trứng cút, bắt nhốt chim sẻ vẹt. Con cắt miệng đầu đuôi con tép tôm khi nó còn sống và đã chết. Con chiên xào nấu nướng ăn như gà, vịt, chó, mèo, tôm, cua, ốc, bò, các loại hầu, ếch, nhái, heo luôn, thỏ, trứng gà, gà, vịt, trứng cút. Con đổ nước sôi cho tổ kiến hoặc vô kiến cho nó chết. Con lấy chảy con đập con cua còn sống, con đập nát người luôn. Con lấy giấy con đốt sống cua còn sống. Con rải thuốc chuột cho nó ăn để cho nó chết, rồi con đi xe con cán con chuột. Loài vật côn trùng khác, con dùng vật mũi có điện, con giật cho nó chết như là mũi, rán, kiến, bọ các loại vân vân, mà con dùng ngang mũi, vỏ bưởi, vỏ cam quýt, con đốt cho nó chết ngạt cái mắt, đó là các con mũi. Con mắt con không nhớ nó là con gì, nhưng mà con đại loại là khó có thể hình dung nó ra như thế. Kiến nhện con xả nước cho nó chết đuối, con lấy chỗ đập gậy, lấy chỗ gậy đập các loài nhện to đến nhỏ. Con vứt các loài, con vứt cá trong hồ còn sống ra ngoài nắng để cho nó chết. Con chiên sống nó, con là cá bảy màu. Con lấy lửa con đốt mép chó, rồi con giết tất cả các loài kiến gián. Con làm tổn thương mắt các loài động vật từ vô lượng kiếp cho đến nay. Dầm đặc biệt cái này tập khí còn cực kỳ sâu nặng. Từ vô lượng kiếp đến nay, con nói lời tả dâm kiến họ phát khởi tâm dâm, truyền bá phim ảnh đồ trị chuyện đủ cấp thể loại. Rồi ý dâm với tất cả mọi người, già trẻ lớn bé xấu xí, miễn là họ là con gái. Con còn bận hoạn đến mức là con trai luôn, con vẫn không tha. Con ý muốn cưỡng bức họ rồi đem đi giết họ, phi tang. Có cái con cho uống thuốc rồi con cưỡng hiếp, có cái con xô xe đè ra hiếp, có cái con đang nấu ăn con đè ra hiếp trong phòng, có cái con đè vô phòng con hiếp, đủ các thứ khi còn đa dạng, còn đủ các tư thế, không thiếu cái nào. Đó là những suy nghĩ của con như thế. Con là dâm loạn không có thuốc chữa, con xem phim ảnh đồ trị đủ thể loại như anh em chú cháu đồng tính, nói chung là loạn lân thú ngựa chó bò voi các kiểu, đa quốc gia, đọc truyện anime, xem đồ trị anime hoặc đọc truyện tiểu thuyết, xem các anh gái hỏa thần ở hai em thích nghe những âm thanh ân ái. Con dục niệm mãn liệt, gặp ai con cũng có ý chịch nó như nào ta, rồi đủ các thứ các kiểu. Con biết tới dục vọng khá sớm, xem xét từ lúc lớp 1 hay lớp lá gì đó, lớp lá hay lớp 3, 2 hay lớp 3, lớp 3 gì đó, 2 hay 3 gì đó con không nhớ, nhưng mà khoảng từ 5 đến 9 tuổi. Vào lúc đó, lúc lá học tại trường Ngọc Dương, con có tên là con Yến, con khởi ý dâm và muốn hiếp nó, giết nó. Mà con cũng khởi ý dâm với chị Oanh và mẹ con luôn. Lên tiểu học thì là đứa con không nhớ tên được, nhưng mà có thể hình dung được cái mặt nó như thế nào. Đứa khác lớp của con Hoàng Giang, con Nghi, cháu Hùng, con Biến Thái, con Mì, và tất cả các loại con gái trong trường. Và lớp 48 tiểu học Tân Phong B. Lên cấp 2 trường Tân Tiến thì là con Như, Hòa, Mật, Bảo Yến, Anh Thư, Ngân, Nghi,
chị Yến và đủ các loại con gái trong trường cấp 3 này cô Linh, các con gái trong trường cô giáo. Ở nhà thì cô Hảo, con cô Hảo luôn, Hiếu An, hai mẹ con luôn, My cũng hai mẹ con luôn. Con xem trộm gái tắm, vô tình con thấy Hiếu An tắm xong con không mặc đồ, biết vậy không né đi mà vẫn cố tình ngắm mặc y dâm. Con thủ dâm từ lớp 7 đến lớp 11, mỗi ngày 5-10 lần ở nơi bàn thờ xem xét để kinh thủ dâm trước với búp bê trước bàn thờ nhỏ, chế độ thủ dâm các chất nhờn như xà bông, nước ấm, nhì lông để thỏa mãn và tăng sức khoái cảm của dục lạc. Con có ý nghĩ chịch nó, có suy nghĩ khi nào có tiền con đi kiếm cái gọi, cụ thể là người ta gọi là con đĩ, để chịch chơi cảm giác nó thế nào. Con viết bài sáng này mà vẫn nổi lên, con là cũng đang ngồi xem hố này mà vẫn nổi lên nãy hừng, là con biết tập khí của con rất là sâu nặng và sâu dày và đã phạm tà dâm từ vô lượng kiếp về trước. Con có tưởng tượng cảnh quan hệ với những người như Giang, Nghi, Trúc, Hàn Thư và cô toán cấp 2 như Ngân, Linh, hai mẹ con của Hảo, Bảo Yến, vân vân. Có ý nghĩa tà dâm với Phật Bồ Tát như là ngài Quán Âm và các vị Phật khác thì con không biết tên. Hồi nhỏ cấp 1, cấp 2 con ước là con gái để con thủ dâm cho nó sướng, con hành dâm cho nó sướng, biết cảm giác thế nào. Kiếp trước con cũng làm gái lầu xăng, con dụ dỗ trai hành dâm, mua bán dâm khiến gia đình họ tan vỡ. Con còn lấy trí tuệ của con đi hại người, làm cho họ bị oan nhiều. Dâm, con có tư tưởng tà dâm với heo, bò, voi, chó thật là bận hại hết sức. Con tự sướng qua họ mua bằng tay, đũa, các chất nhờn, xà bông. Con xem xét bằng điện thoại, máy tính, luôn nhìn chằm chằm các bộ phận của người phụ nữ giới như chân, đùi, mông, ngực, khuôn mặt, bộ phận sinh dục nữ. Có tư tưởng muốn mua đồ để thu dâm, âm đạo, giả búp bê tình dục, muốn làm trai bao để vừa có tiền vừa thỏa mãn dục vọng, ăn mặc hấp ha, gợi tình cho người nữ phát ý dâm. Con đắm mê dục lạc thủ dâm, con nhìn vào bộ phận sinh dục nữ là con phát ý dâm đó, chứ con không phải là con không phát ý dâm đâu. Trộm, con ăn cắp của người, con móc túi bạn nói chung, và lúc đó là giờ tí dục trường tập phong bê rồi dẫm lên trộm vào giờ học. Con cũng thấy tiền nó rớt, con cũng lấy chân con dẫm lên mà con trộm. Con trộm bị CD của ông kia, con lấy kim bấm của bạn con tên là Thành lớp 4, con lấy đứt bạn con liên quan là Nguyên, con lừa gạt nó để cho nó trung cấp tiền nạp game cho con và lên kế hoạch cho nó nạp nhiều của cướp luôn một thể, không đóng tiền học thêm cô 26, cô toán 26, cô 9. Con lợi dụng chơi với Trung để cho con ăn, đó là Trung cấp 1 của con. Con lý tưởng và thực hiện hành vi lừa đảo bằng việc bán đứt liên quan thổi loạn trên Face, rồi rất nhiều người có số tiền được khoảng được 500-600 ngàn, con không nhớ được, con mượn tiền không trả tùng. Con lên ý tưởng và thực hiện đủ mọi cách để chiếm đoạt tài khoản liên quan của Tùng. Về khẩu, con nói người khác ngu như chó, mồm hôi như bồn cầu, dơ như chó, rồi con chỉ bậy như thế này con không tiện nói ra. Đó là những lời con đã nói như thế. Nói dối con lên kế hoạch nói dối chiếm đoạt tài sản của người, ví dụ đã làm người Ghana để lừa lấy đất liên quân của Nguyên, của Tùng. Con nói dối để đổ tội cho người khác mặc dù con làm. Con nói không thành có thành không. Con nói dối thô ác, con nói thô ác, con mắng chửi nguyền rủa nhục mạ người, nói tục như vân vân. Con tà kiến vọng ngữ hủy ban các ngài như ngài Quan Âm, ngài Địa, ngài Di Đà, ngài Địa Tạng, ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, vân vân, và các vị Phật Bồ Tát khác. Con theo dệt cho họ cam kết nhau, con đi bêu rếu người này trong khi họ không có, con nói lời không đúng sự thật khiến họ cam kết nhau, như là con nói lời chia rẽ với Nguyên và Tiến. Con nói lời hai lưỡi, con nói
bên Tiến thì có nói xấu Nguyên, Nguyên thì có nói xấu Tiến, khi họ ghét nhau có nói lời chia rẽ nội bộ. Hoặc người khi họ căm ghét nhau, khẩu còn cổ suý cho những hành động làm ác và tà dâm của người, chữ tục của người, phỉ báng Phật Bồ Tát, khinh nhờn, khinh không tin và khinh không tin lời trong kinh điển của do Ngài Thích Ca Mâu Ni thuyết. Còn phỉ báng các ngài nói người khác sủa như chó rồi điên khùng về ý, con tham sân si, ý con có suy nghĩ bậy bạ với Phật Bồ Tát Quan Âm, con có ý nghĩ chửi bà ngoại mẹ cha, và có suy nghĩ giết anh giết bố, ý nghĩa phá nhà người, tự tử và khinh chê người nghèo, không người không thông minh lấy sự thông minh đi hại người, lừa người, tham Quan Âm ngũ tiền danh sắc, si con si mê ác độ. Quý mong mười phương chư đại thần tôn chứng minh chứng biết hồn niệm cho con sám hối chẳng còn tạo lại. Xin nguyện cho con và tất cả chúng sanh được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, mười thứ nghiệp ác, bốn thứ tội nặng, năm tội ngũ nghịch, tà kiến điên đảo, che bai tam bảo, dâm sát phạm đạo, tham sân si, mẹ nghi tà kiến, phá tháp hủy chùa, phá tượng hủy kinh, tội nhất diện đề, mọi tội lỗi con gây ra, và cho con và chúng sanh trong lăn trục đạo lạc luân hồi những tội lỗi đó con những tội lỗi con có thể nghĩ nhớ và chưa thể nghĩ nhớ, con đều cũng xin sám hối. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường vì ba nghiệp sáu căn và trọng tội làm chứng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý. Vì diệu ngày nay tuy biết nhưng do con và chúng sanh đã bị tất cả các tội nặng làm cho chứng ngại, hôm nay con xin đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, tập phương chư Phật rộng vì tất cả chúng sanh mà quy mạng sám hối, duy nguyện chư Phật từ bi giao hộ, khiến cho con và tất cả chúng sanh đều tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sanh một từ vô thủy đến nay đều do tham ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân, hai ngoài thêm bạn xấu, ba không biết tùy ý chút nghiệp tiện nào của người, bốn duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, năm việc tuy chưa biến khắp pháp giới nhưng ác tâm đã biến khắp pháp giới. Sáu ngày đêm liên tục không hề gián đoạn. Bảy che giấu lỗi lầm không muốn người biết. Tám không sợ ác đạo. Chín không làm không tàn không quý. Mười không tin nhân quả. Từ nay trở đi, một tin sâu nhân quả. Hai sân tâm làm quý. Ba tâm khiến sợ lớn. 4. Phát lộ sám hối. 5. Đoạn trừ tâm ác tương tục. 6. Phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện. 7. Tinh tấn cẩn sát tinh tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ không tạo ác nữa. 8. Tùy ý phản thánh dù chút thiện nhỏ. 9. Lìa xa bạn xấu, thân cận chư Phật. Nguyện mười phương chư Phật có đại phước huệ có thể cứu bạc cho con và tất cả chúng sanh từ biển sinh tử vô tận đến bồ giác, đến bờ của tam đức. 10. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạp nhiều tội ác, nay biết không tịch không so đo người ta nữa. Vì cầu đạo bồ đề, vì độ chúng sanh, nguyện rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả các điều ác. Di nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ cho con nghe con, thọ cho con nghe con sám hối. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con đệ tử Lê Văn Lan chí tâm sám hối, con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh cảnh giới nhất thật đồng thể như chư Phật, nhưng vì vô minh si ám huân tập nhân duyên hiện cảnh giới vọng khiến sân chấp trước chỉ tính cho ta và những thứ của ta, huân tập các pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng thập ác của người trong nạn kinh giá chướng tuệ chướng định chướng trừ giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ái mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng và bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tiến tâm không thành, nghiệp chướng sâu dày, lười nhác biến trễ, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát. Ma Tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối, duy nguyện thập phương chư đại tử tôn chứng trì hộ niệm này con sám hối thể không tái phạm, nguyện cho con cùng hết thảy chúng sanh nhân được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay 10 ác bốn trọng ngũ nghịch điên đảo tà kiến hủy bán tam bảo tội nhất xịn đề tội tánh như vậy vốn là không tịnh, nhưng từ hư vọng khỏi tâm điên đảo nhưng chưa có định thật mà thể chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Còn để tự lên và làm trí tâm chuyện khuyến thỉnh nguyện khiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác nguyện thường trụ tại. Còn để tụ lên văn ăn trí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo địa tạng từ tôn thương xót hộ trì con cứu bạn chân tế con và tất cả chúng sanh, khiến cho thế giới ta bà này tiêu trừ thiên tai động nạn, chánh pháp lưu thông khắp cả đều sinh tận tính, không có các tà chi tà kiến, con và chúng sanh mau chóng trừ diệt trọng tội hiện đời khỏi sau bi khổ não, cuộc sống sung túc tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh hai loại quán đạo tam muội tống trì thần thông phương tiện ứng niệm hiện tiền cứu nhiếp lục độ tất cả giới, tất cả đều viên thành liễu ngộ tự cảnh cảnh giới nhất thật, sẽ thân vào thế giới khác sinh tại Phật điền đối diện Di Đà thị giả chư Phật được Phật thọ ký trở lại ta bà phổ độ còn mê đồng quy mẹ tạng. Thế vận trị văn xe pháp, những vị đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, con xin nguyện các vị ở lại tại thế vận chuyển bánh xe pháp không nhập niết bàn. Con đệ tử Lê Văn Anh chí tâm tùy hỷ nguyện cho con và tất cả chúng sanh sẽ báo rốt ráo bình biển tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học thành tựu của các cõi nước trong ba đời đều tùy hỷ. Con đệ tử Lê Văn Anh chí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi cho tất cả chúng sanh đồng hướng đến chí Phật đến thành niết bàn. Phát nguyện thêm và đoan tọa tịnh thất xưng niệm danh hiệu pháp môn ngũ hối Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụ quy Phật đương nguyện chúng sanh thế giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tụ quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải.
tự quy tăng đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh Chúng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni Sô ha.